dù được viết bằng một ngôn ngữ giản dị, dí dỏm, giàu chất thơ, hướng về tuổi thơ, nhưng Hoàng Từ Bé trong sâu xa lại là một cuốn sách đầy triết lý, suy tư dành cho người lớn. Trong thế giới sách vở cũng khó có tác phẩm nào lại mở rộng phổ đọc về cả tuổi trẻ lẫn tuổi già thành công được như Hoàng Từ Bé. Tuổi trẻ đọc nó để nuôi mộng bình sinh, còn tuổi già đọc nó để ngẫm mơ nhân sinh. Hoàng Từ Bé đã ra đi về phía muôn vì sao, nhưng những bài học của cậu thì ở lại. Mời các bạn cùng đón nghe Hoàng Từ Bé. Hồi lên 6, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh trắng lẹ trong một quyển sách về rừng già tên là Những Chuyện Có Thật. Bức tranh vẽ một con trăn đang nuốt một con ác thú, phía trên là phẳng lại bức tranh ấy. Người ta viết ở trong quyển sách đó, loài trăn nuốt chửng cả con mồi mà không nhai. Sau đó chúng không thể cử động nổi, và cứ thế chúng ngủ luôn 6 tháng trời để tiêu hóa. Khi ấy tôi đã suy nghĩ rất lung về những chuyện hung hiểm ở trong rừng. Rồi đến lượt mình, tôi cũng đã vẽ được bức họa đầu tiên bằng một cái bút chì màu. Bức họa số 1 của tôi nó như thế này: tôi chìa kiệt tác của mình cho những người lớn xem và hỏi liệu họ có thấy sợ bức tranh của tôi không. Họ đáp: tại sao lại phải sợ một cái mũ? Bức họa của tôi đâu có vẽ một cái mũ, nó vẽ một con trăn đang tiêu hóa một con voi. Thế là tôi lại vẽ phía bên trong của con trăn để cho những người lớn có thể hiểu được. Họ lúc nào cũng cần được giảng giải. Bức họa số 2 của tôi như thế này: những người lớn khuyên tôi nên dẹp sang một bên cả bức vẽ trăn kín bụng lẫn trăn hở bụng, mà chú tâm vào các môn địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp thì hơn. Chính vì thế mà vào hồi 6 tuổi, tôi đã từ bỏ một sự nghiệp hội họa rực rỡ. Tôi đã bị nản chí sau thất bại với bức vẽ số 1 và bức vẽ số 2. Những người lớn có bao giờ tự họ hiểu được thứ gì đâu. Luôn luôn và mãi mãi, trẻ con cứ phải đi giải thích cho các vị, đến khổ. Vì vậy, tôi đành chọn một nghề khác mà tôi đã học lái máy bay. Tôi đã bay hầu như khắp nơi trên thế giới, và đúng là môn địa lý đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết cách nhận ra đâu là Trung Quốc, đâu là Arizona chỉ qua một cái liếc mắt. Cái đó rất là hữu ích nếu như mình bị lạc trong đêm. Vậy là suốt đời mình, tôi đã có hàng đống cuộc gặp gỡ với hàng đống người đúng đắn. Tôi đã sống quá nhiều ở giữa những người lớn, và tôi đã nhìn họ quá là cận kề. Điều ấy cũng chẳng cải thiện gì mấy quan điểm của tôi. Mỗi khi gặp người lớn nào mà tôi thấy có vẻ khôn ngoan một tí, tôi lại thử nghiệm với anh ta bằng bức vẽ số 1 mà tôi vẫn hằng giữ. Tôi muốn xem người này có thật là hiểu biết không, nhưng lúc nào mà họ chẳng bảo tôi đây là cái mũ. Thế là tôi chẳng buồn nói chuyện với anh ta về chăn, về rừng già hay là tinh tú gì nữa. Tôi hạ mình xuống trong vượt tầm với anh ta. Tôi nói với anh ta chuyện bài bạc, chuyện đánh gôn, chuyện chính trị, rồi chuyện cà vạt. Và người lớn kia hài lòng hết sức vì đã làm quen được với một người biết điều đến thế. Tôi cứ sống cô độc như vậy, chẳng có một ai để chuyện trò thật sự, cho tới một lần gặp nạn ở sa mạc Sahara cách đây 6 năm. Có thứ gì đó bị vỡ trong động cơ máy bay, và vì bên cạnh chẳng có thợ máy cũng như hành khách nào, nên một mình tôi sẽ phải cố sửa cho bằng được vụ hỏng hóc nan giải này. Với tôi, đó thật là một việc sống còn. Tôi chỉ có vừa đủ nước để uống trong 8 ngày. Thế là đêm đầu tiên tôi ngủ trên cát, cách mọi chốn có người ở cả nghìn dặm xa. Tôi cô đơn hơn cả một kẻ đắm tàu sống sót trên bè giữa đại dương. Thế nên các bạn cứ tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên làm sao khi ánh ngày vừa dạng thì một giọng nói nhỏ nhẹ lạ lùng đã đánh thức tôi. Giọng ấy nói: ông làm ơn vẽ cho tôi một con cừu. Hả? Vẽ cho tôi một con cừu. Tôi nhảy dựng lên như thể bị sét đánh. Tôi dụi mắt ra trò nhìn Dũng, và tôi thấy một cậu bé quá là nhỏ, quá ư lạ thường đang ngó tôi trầm trọng. Đây là bức chân dung đẹp nhất của cậu mà sau này tôi đã vẽ được.
Nhưng dĩ nhiên là bức vẽ của tôi còn lâu mới so sánh được với nguyên mẫu. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đã bị người lớn làm cho nản chí với sự nghiệp hội họa từ tuổi lên 6. Và tôi có tập vẽ vời gì nữa đâu, ngoài chăn kín bụng và chăn hở bụng. Vậy là tôi cứ nhìn mãi sự hiện hình ấy bằng đôi mắt trợn tròn lên vì kinh ngạc. Các bạn đừng quên là tôi đang cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm. Ấy vậy mà tôi thấy cậu chàng bé nhỏ không có vẻ gì là bị lạc, hay là đang bị chết mệt, hoặc sắp chết đói, chết khát, hoặc là đang sợ chết đi được. Bộ dạng của cậu chẳng giống tẹo nào một đứa trẻ bị lạc giữa chốn sa mạc, cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm. Sau cùng, khi đã thốt lên được lời, tôi bảo cậu: "Nhưng cậu làm gì ở đây vậy?" Vậy là cậu hỏi lại tôi, hết sức chậm rãi, như thể đó là một chuyện rất hệ trọng: "Ông làm ơn vẽ cho tôi một con cừu." Khi sự huyền bí thật quá đỗi ghê gớm, ta đâu dám không tuân thủ. Dẫu rằng với tôi việc này thật cũng phi lý hết sức. Cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm và chẳng biết sẽ sống hay chết, tôi vẫn rút trong túi ra một mảnh giấy và một cái bút máy. Nhưng rồi tôi nhớ ra rằng tôi đã chỉ học địa lý, lịch sử, làm tính và ngữ pháp là chính, nên tôi bảo cậu chàng bé nhỏ với một chút buồn phiền rằng tôi không biết vẽ. Cậu trả lời tôi: "Chẳng sao hết, vẽ cho tôi một con cừu." Vì tôi chưa vẽ cừu bao giờ nên tôi đã họa lại cho cậu một trong hai bức tranh duy nhất mà tôi có thể vẽ, bức họa chăn kín bụng. Và tôi sững người khi nghe thấy cậu chàng bé nhỏ ấy nói: "Không, không, tôi không muốn một con voi ở trong bụng một con chăn. Con chăn thì rất nguy hiểm, còn con voi thì quá cảnh càng. Cho tôi ở bé xíu, tôi cần một con cừu, vẽ cho tôi một con cừu." Tôi đành vẽ vậy. Cậu nhìn chăm chú rồi: "Không, con đó ốm quá, vẽ con khác đi." Tôi vẽ tiếp. Anh bạn nhỏ mỉm cười hiền hòa và độ lượng: "Ông thấy đó, đây không phải là một con cừu con, mà là con cừu đực. Nó có sừng kìa." Thế là tôi họa lại bức tranh lần nữa, nhưng cậu vẫn không chịu như những lần trước. "Con này giả quá rồi, tôi muốn một con cừu sống được lâu kìa." Thế là mất hết kiên nhẫn, vì tôi còn phải mau chóng bắt tay vào tháo động cơ ra nữa. Tôi đã nguệch ngoạc ra cái bức vẽ này đây. Và tôi chìa ra: "Đây là cái hòm, con cừu mà cậu muốn ở bên trong đó." Nhưng tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy gương mặt cậu chàng giám khảo bừng sáng. "Như vậy là hoàn toàn đồng ý rồi đấy. Ông nghĩ liệu có cần nhổ cỏ cho con cừu này ăn không?" "Sao thế?" "Bởi vì chỗ tôi ở bé tí xíu." "Chắc chắn là đủ, tôi vẽ cho cậu con cừu bé tí mà." Cậu nghiêng đầu về phía bức vẽ: "Cũng không bé lắm đâu, trông kìa, nó đang ngủ." Tôi đã làm quen với hoàng tử bé như vậy đó.